Sáng nay 25 tháng 2, tức 16 tháng Giêng âm lịch, lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024 tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật Chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia đã được tổ chức trọng thể tại di tích Côn Sơn. Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó Thị trưởng, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc Hoàng In-guk, đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách. Đọc diễn văn khai hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã nêu bật những giá trị lịch sử văn hóa to lớn của Côn Sơn và những đóng góp của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn Giả với thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Từ thế kỷ 14, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái của người Việt, góp phần làm nên sức mạnh Đông A, điểm tựa tinh thần cho quân và dân Đại Việt, giữ vững nền độc lập. Nơi đây, cứ mỗi độ xuân về, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lại nô nức chảy hội, thắp nén tâm hương tưởng nhớ vị tổ thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả. Gần 7 thế kỷ qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc đa dạng, không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương mà trở thành dòng chảy liên tục hội tụ, kết tinh và lan tỏa bằng sức sống văn hóa, tâm nguyện của hàng triệu đồng bào Việt Nam. Từ đây, tinh thần ấy, ý chí ấy đã lan tỏa, ăn sâu vào tâm thức mỗi gia đình, mỗi người dân yêu nước, với tấm lòng hướng thiện, có vị thế quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Với giá trị to lớn đó, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1962 và năm 2012 được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Côn Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Tại lễ hội năm nay, tỉnh Hải Dương vinh dự được đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Đây là hiện vật gốc độc bản của niên đại thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17, có giá trị đặc biệt và là hình mẫu trong phong cách tạo tác tượng của tượng Phật của thế kỷ 17-18. Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn cùng với hai bảo vật quốc gia là bia Thanh Hư Động và bia Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi tại khu di tích chùa Côn Sơn là minh chứng xác thực và toàn vẹn và hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc sẽ là di sản thế giới. Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn quan tâm phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn, quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu. Đồng thời, tỉnh cũng tích cực phối hợp cùng với tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản thế giới.